Hiện tại Huy đang có một lô đất ở Bình Chánh, đường Trịnh Như Khuê. Và lô đất này là ngang 5 dài 22 thổ cư hoàn toàn luôn, xây dựng tự do anh chị nha. Đây lô đất của chúng ta đây, vuông vức luôn anh chị nha. Lô đất này là ngang 5 dài 22 mà hướng của lô đất này là hướng bắc nha anh chị nha. Đường trước nhà đây anh chị, đường trước nhà là đường thông. Đường này là đường Trịnh Như Khuê nha, thông là đường Trịnh Như Khuê, cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng tầm 500 mét anh chị ơi. Dân cư xung quanh thì đông nghẹt. Lô đất này đang được chào bán với giá là 2 tội 7 nha anh chị, 2 tội 7, sổ hồng riêng, và đất này là đất thổ cư anh chị nha, dân cư xung quanh đường thông nha. Hướng của lô đất là hướng bắc nha anh chị nha, sổ hồng riêng, xây cất tự do. Đây này, lô đất này là do mấy anh em chia tài sản nên bán lại với giá cực kỳ rẻ, chỉ có 2 tội 7 thôi anh chị ơi. Nếu anh chị quan tâm về lô đất này liên hệ với Huy nha. Ngay chợ Bình Chánh đi lại đây chỉ khoảng 500 mét thôi, đường Trịnh Như Khuê nha. Đây dân cư trước nhà đây anh chị, dân cư trước nhà đây. Nếu anh chị quan tâm về lô đất ngang 5 dài 22 này, hướng bắc, sổ riêng nha. Đất xây dựng tự do, đất thổ cư. Nếu anh chị quan tâm thì liên hệ với Huy, giá đầy đủ 2 tội 7 nha anh chị nha.